Hello, xin chào anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đến với kênh của ITP. Em là Hảo Hảo và sẽ phân tích với anh chị nhà đầu tư một nhóm ngành mà có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và thu hút được cái dòng tiền đầu cơ trên thị trường khá là lớn đó chính là nhóm ngành bất động sản. Thì trong nhóm ngành này sẽ có phân thành những cổ phiếu có vốn hóa lớn này rồi đến những cổ phiếu có vốn hóa chung tức là mid cap và những cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Thì trong nhóm ngành này chúng ta sẽ đi vào phân tích hai cái nhóm ở trên đầu thôi, tức là cổ phiếu lớn và cổ phiếu mid cap thì đại diện trong cái nhóm đó thì bây giờ em muốn chia sẻ với anh chị về cổ phiếu Vinhome và cổ phiếu HDC. Thì trước khi đó chúng ta sẽ cùng đi qua về hôm nay trong phiên giao dịch ngày cuối của tháng 11 thì anh chị nhận thấy có những thông tin như là chủ tịch LDG là một mã cổ phiếu cũng là họ bất động sản anh chị nhưng mà là Penny và là nhóm ở phía dưới anh chị nhá. Ông Nguyễn Khánh Hưng đã bị bắt bởi vì cáo buộc là lừa dối khách hàng trong vụ là 488 biệt thự xây trái phép. Chưa đạt quy định nhưng mà uh, xây dựng trái phép đây anh chị không cấp được à, đấy nói chung là thông tin bài báo như vậy thì nhà đầu tư có cảm thấy lo ngại với cái nhóm ngành chung của bất động sản hay không thì em thấy là nó cũng không phải cái gì đấy quá ghê gớm đâu anh chị thực ra mình cập nhật để mình biết thôi chứ còn ldg ngày hôm nay thì Ờ, cổ phiếu nó đã có cái giai đoạn mà giảm sàn này rất là mạnh rồi úp từ những cái thời điểm lâu rồi anh chị ha đây giảm sàn liên tục như này là chúng ta nên tránh ra từ khi cổ phiếu có cái dấu hiệu bị giảm sàn anh chị rút kinh nghiệm nhé trong quá trình đầu tư của mình nếu mà có gặp phải những cái cổ phiếu mà có thông tin gì đấy bất lợi tốt nhất là tránh ra không nên thử thách không nên đặt cược làm gì nghe theo ai đấy bảo rằng là nó có game này game kia đằng sau lừa để rũ à, hàng thôi thì mình cũng không quan tâm anh chị nhé cứ thấy sàn là né đã đấy là cái cách mà có thể tồn tại lâu trên thị trường vậy thì cái xu hướng của cổ phiếu này chắc chắn là nó xấu hơn trong nhóm ngành bất động sản rồi thì mình sẽ không quan tâm đến nhưng mà cập nhật để anh chị biết thôi còn em thấy có cả cái bài báo nữa đấy là à, trung quốc thừa tới cả 3 tỷ căn nhà trống nhiều gấp đôi lần số dân số dân của họ thì khoảng uh, 1 tỷ tư chị ha thế mà có thừa hơn mấy tỷ của uh, mấy tỷ cái căn nhà như vậy thì cũng không biết là số liệu thống kê có đúng hay không nhưng mà à, bất động sản ở ngoài đời thực tế thì anh chị biết là nó cũng có rất là nhiều những cái mặt tối thế nhưng mà Chúng ta đầu tư cổ phiếu thì chúng ta sẽ chú ý và chúng ta đi theo cái chiến lược của mình. Thì bây giờ em sẽ phân tích với anh chị dựa trên công cụ đó là à, Ichimoku anh chị ha. Với cổ phiếu một uh, cổ phiếu trụ mà đã từng làm mưa làm gió đây anh chị ha. Cổ phiếu VinHome làm tác nhân khiến cho thị trường của chúng ta có những cái giai đoạn mà giảm rất là mạnh và chỉ số thì cũng giảm mà sâu từ 1250 về tới 1024. 2021 đấy rồi hồi phục trở lên thì những cổ phiếu này nó nằm trong kênh giảm giá cho nên là anh chị thấy rằng khi mà nó nằm trong kênh giảm giá thì việc mà đi bắt đáy cổ phiếu là một việc cực kỳ nguy hiểm những cái giai đoạn này và đã không không cho kết quả tốt rồi thế nhưng mà tại thời điểm bây giờ thì cổ phiếu nó được một cái đấy là tử tế hơn đấy là đây đang dốc xuống anh chị nhá nhưng mà đến đoạn này nó đã bẻ ngang ra được rồi và nó đã tạo cho những cái tín hiệu hai đáy ở đây anh chị ha hai đáy này ba đáy đấy thì ở loanh quanh liên quanh ở đây anh chị nào mà có lỡ đu những cái cổ phiếu này nhá thì anh chị có thể là kỳ vọng nó lên lại những cái vùng đỉnh đáy cũ này anh chị ha Đây tức là nó ở khoảng vùng giá 42.5 lên tới 45 anh chị nhá Đấy là cái vùng mà anh chị có thể là cân nhắc để uh, gọi như là uh, chia tay bớt cái cổ phiếu này đi Bởi vì là bản chất cổ phiếu trụ bây giờ việc mà nó kéo lên tăng mạnh Thì nó phải có một cái câu chuyện gì đấy thật là lớn lao Thì nó mới kéo lên có dòng tiền đổ vào ồ à được còn không thì nó cứ loanh quanh loanh quanh Như này thôi anh chị rất là khó kiếm tiền cho nên là Phù hợp với anh chị nhà đầu tư nào bị kẹp à, hoặc là có cái mã này sẵn rồi Thì anh chị canh canh chờ lên những cái vùng trên này 42.5 đến 43, 44 Đấy anh chị sẽ chốt Chứ còn anh chị mua mới thì không nên anh chị nha Ngoài ra thì sẽ có thêm một cổ phiếu nữa mà cũng rất nhiều nhà đầu tư uh, Đang có nắm giữ hoặc là quan tâm đến giai đoạn gần đây Đó chính là cổ phiếu HDC anh chị Bản chất tại sao cổ phiếu này nó lại như vậy Bởi vì là nó đã xây những cái mô hình cực kỳ đẹp anh chị nhá Nó là chuẩn theo phân tích kỹ thuật đấy nó vẽ nến cực kỳ chuẩn rất là đẹp luôn thế mà rất tiếc là nó lại úp bô đúng không anh chị hôm trước thì nổ vô lên và bứt phá được mô hình cực kỳ đẹp thế nhưng mà hôm sau thì dội ngược trở lại và bây giờ là rũ trở về hỗ trợ thế thì tại cái thời điểm này anh chị cảm thấy là cực kỳ chán và không thể chịu đựng được nữa đúng không nhưng mà nếu mà cắt tại đây thì nó cũng dễ cắt ở đáy lắm cho nên là cũng phải cố gắng thôi anh chị ở đây hiện tại nó đang là ở dưới của cái ben rồi cho nên nếu như nó có mở ben ra tức là nó thủng luôn cái đường màu xanh nước bị xanh lá cây này chị này hỗ trợ nó khoảng vùng giá 31.9 mà thủng luôn thì lúc đấy là chúng ta sẽ cân nhắc đấy là hạ bớt sau Thế còn bây giờ mà ở hiện tại nó ở bên dưới này nó có đang có khả năng hồi phục lên trên mà bán đi mất thì rất là đáng tiếc còn anh chị nào mua mới thì theo em là uh, không nên mua mới vào nhé bởi vì bản thất cổ phiếu này ấy, là nó đang bị gãy xuống mà gãy xuống ngày hôm nay ấy, thì nó test lại nó lại test không thành công đúng không anh chị trong cái biên hộp này nhá nó gãy xuống cái nó quay trở lại nó test luôn thì nó test không thành công nên là nó đang bị yếu đi rồi thì những cổ phiếu khác trong ngành ví dụ như có cổ phiếu DIG anh chị ha thì nó cũng có một cái nền giá như vậy sau đấy ngày 23 tháng 11 bị giảm sàn thì bây giờ à, cũng quay được trở lại khoảng một nửa cây nến đấy sau đạp ngược trở lại. Thực sự là những cái diễn biến rất là chóng mặt trong phiên và giai đoạn. Thì bởi vì bản vì cái giai đoạn này thị trường nó chưa bước vào những cái xu hướng tăng mạnh mẽ cho nên là anh chị sẽ phải kiên nhẫn thôi anh chị ha. Nếu mà anh chị nhìn về chỉ số VN Index, đây em có mở cho anh chị đầu tư xem VN Index nhá. Với trạng thái cổ phiếu uh, trong khung đồ thị 1 giờ thì mọi người thấy rằng là nó vẫn đang nằm trong cái kênh đó là uh, Sideway sideways down. Tức là biên dưới lên biên trên, xuống, lên, xuống, lên. Nó cứ nằm trong cái kênh song song như vậy. Thế thì ngày hôm nay lên rồi và đạt những cái chỉ số hưng phấn rồi thì nó sẽ có cái trạng thái đây là hút về À, những cái vùng 1094, 1095. Đấy thì những cái này thì thực ra là nó cũng không có cái gì đấy quá ghê gớm đâu anh chị. Hôm nay đặc biệt là cuối phiên lại còn đạp những cái cổ phiếu trụ, những cổ phiếu như là Vietjet này, Vietjet này, Mansan này rồi là Vic này. Đấy anh chị thấy là tác động tới chỉ số rất là nhiều. Cho nên là diễn biến về cuối ATC ngày hôm nay đạp như vậy thì nó sẽ À, không quá là lo lắng các chị nhá chị nhìn về cổ phiếu thì sẽ thấy rằng là những cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng chỉ là biên trên biên dưới thôi ai đu biên trên thì phải đặt cược phải chấp nhận đấy là, là ở đây nó vượt lên luôn nhưng mà hiện tại nó chưa vượt được đấy chị thấy nhưng người người ta nguyên tắc người ta cũng mua bên dưới bán bên trên mua bên dưới bán trên thì đã có rất nhiều lần à, lần này cũng là một cái lần như vậy thôi đã lên bên trên rồi thì thôi phải bỏ qua vậy anh chị nhé à, xuống bên dưới một lần nữa thì thực sự rất là lo ngại không biết là nó có giữ được lại ở bên dưới này một lần nữa hay không những người mà người ta bắt từ đầu đến cuối một lần hai lần ba lần bốn lần thì bốn lần sống nhưng mà đến lần thứ năm thì có thể là không giữ được hỗ trợ nữa và gãy luôn thì người ta sẽ cắt lỗ lần thứ năm nhưng mà trung bình tổng cộng 5 lần lại thì người ta vẫn lãi còn anh chị nào mà vào sau thì chắc chắn là cái rủi ro của mình nó sẽ lớn hơn nhiều đúng không anh chị đấy là nhìn vào trong những khung đồ thị nhỏ nhé còn nhìn về những cái khung đồ thị lớn hơn thì anh chị sẽ lưu ý giúp em rằng là thị trường của chúng ta đang có một cái cơ hội để có thể tăng giá và trong ngày mai anh chị nhé ngày mai là cái cơ hội để tăng giá chứ còn nếu như mà để lâu quá không tăng được ấy, thì là nó bị yếu đi và rất là khó để có thể là phi lên mạnh mẽ nữa anh chị ha và nó đi qua được cái vùng mây phía trước này thì là tuyệt vời đấy thì anh chị chú ý giúp em thị trường cũng như là các cái tín hiệu trong phiên giao dịch ngày mai nhé anh chị có cổ phiếu nào mà đang cầm trong tài khoản cũng không biết là nên xử lý như thế nào nữa thì có thể là liên hệ để anh em nhìn thêm trên mặt đồ thị xem là có cái góc nhìn gì mới để mình đưa ra ít ra thì À, biên trên, biên dưới thì nó cũng đạt cho mình những cái hiệu quả nhất định rồi Còn bây giờ một số mã như thế này thì nó đang bị khó xử đây này anh chị Rõ ràng là nó về đến hỗ trợ anh chị ha Anh chị nhìn trong quá khứ rất nhiều lần Mà nó về tới hỗ trợ này là nó đều có cái sự bật trở lại Bởi vì uh, uh, hỗ trợ thì nó nếu mà nó giữ được nha Thì nó sẽ tăng lên tiếp Còn nếu mà nó phá luôn, nó test không thành công nó phá luôn Thì lúc đấy là bước vào những cái nhịp mà gọi là không liệt rồi anh chị ha Đây những cái này mà nó gãy xuống rồi nó phá luôn thì bắt buộc là phải chia tay thôi, phải chấp nhận thôi anh chị nhé. Ok, ờ, cảm ơn anh chị đã theo dõi video và anh chị đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ ITP cũng như là bấm cho em một nút like và thả cho em những cái trái tim ở phía dưới của video này anh chị ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.